con hỏi bố mẹ con làm nhiều việc sát sinh, giờ bố mẹ con phải làm gì để đỡ nghiệp ạ? Nói rằng bố mẹ làm nhiều việc sát sinh thì bây giờ phải làm gì cho đỡ nghiệp? Chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống thì nó rất là khó, vì cuộc sống mưu sinh ở tại thế gian này, chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người họ phải làm nghề gì? Nghề sát sinh, hoặc trực tiếp sát sinh, hoặc rằng gián tiếp sát sinh. Trực tiếp sát sinh tức là gì? Là họ có thể mở cửa hàng ăn và họ có thể tự tay mình giết những con vật để làm những đồ ăn để bán cho khách. Hoặc rằng họ mở những cái lò mổ nhỏ nhỏ để họ mỗi một ngày họ có thể mổ vài chục con gà hay con vịt, hoặc là mổ vài con lợn, hay là mổ, thậm chí là dẫn đến một vài con trâu con bò chẳng hạn, vân vân, để họ bán đổ buôn cho những người đi bán hàng ở ngoài chợ. Thì đấy gọi là tự sát sinh. Còn những người mà bảo là đi bán, họ chỉ lấy về thôi, họ bán, thì đấy họ có phạm vào tội sát sinh không? Thì xin thưa với các bạn trẻ chúng ta, ở trong đạo Phật đó, Đức Phật nói về quy luật nhân quả vận hành thì không cứ là người tự sát mới mắc tội, mà kể cả người gì, người đem bán và người ăn đều có tội cả. Đến nay phải làm gì để cho đỡ nghiệp? Muốn đỡ được nghiệp, cái việc đầu tiên đó là phải dừng cái việc sát đó lại, tức là không sát sinh nữa. Việc đầu tiên là phải dừng lại. Và cái việc thứ hai tiến đến là gì? Đó là ăn năn sám hối. Phải làm rất nhiều những việc phúc thiện, như là phóng sinh, đặc biệt là việc phóng sinh. Lại đi mua những cái loại tôm, cua, cá, ốc, vân vân đó để mình phóng sinh. Và mình gì? Tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, làm những công đức thiện lành ở thế gian để hồi hướng cho họ, siêu độ cho họ. Như vậy là cái cách để tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất, tiêu trừ cái nghiệp sát sinh tốt nhất. Love.